Úi giời, móc cạnh rồi, móc cạnh rồi. Úi giời, móc cạnh rồi. Nó mà lên nữa là cả một combo đầy đủ. Đấy, mình sẽ tặng lại luôn cho anh em. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Với 100k thì chúng ta có thể mua được gì? Mình cũng không biết là mua được gì với đồ công nghệ. Nhưng mà hiện tại mình đang có một kiện hàng với trị giá là 195k. Cái này là chỉ có 160k các bạn nhé. Ship vỡ thành 195k. 195k này thì chúng ta có gì? Và liệu nó có thật sự đáng giá hay không, hay nó lại vớ vẩn, thì chúng ta sẽ cùng mở hộp xem sao các bạn nhé. Đây các bạn này, ra của chúng ta là một thanh DDR3 bớt 133 và là 2GB các bạn nhé. 2GB RAM, 2GB RAM, 2GB RAM này của những năm 2013 thì nó là một một trong những thanh RAM cũng khá là giá trị và cũng rất là được nhiều người lựa chọn các bạn nhé. Của 10 năm về trước mà một giá thành của nó cũng không hề rẻ tí nào đâu các bạn. Chỉ có thời điểm hiện tại thì bây giờ nó là hậu rồi. DDR3 rồi, chúng ta có DDR5 này, có hai đời rồi. RAM bớt cũng cao và RAM thì dung lượng cũng đã lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Tuy nhiên 2GB vẫn dùng được rất là nhiều việc các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với combo main chip. Ui à, main của chúng ta bị tuột cả hàng ngay các bạn này. Úi giời ơi, tuột mất cổng kết nối ở đây rồi. Tuy nhiên thì những cổng còn lại nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Con main này là main H61. H61 này là một trong những cái đời mà rất là bán được rất là nhiều hàng luôn các bạn ạ. Bán được rất là nhiều hàng và hiệu năng của nó đem lại thì cũng rất là ok. H61 đến thời điểm hiện tại chúng ta đã có H610, vừa tròn 10 đời của chúng ta rồi các bạn. Nhưng mà về công nghệ thì đã thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây cũng là một bước tiến rất là lớn. Tuy nhiên thì công nghệ cũng chưa có nhiều đột phá đâu. Con main này thì đến thời điểm hiện tại mình nhìn nó còn tương đối là đẹp. Chỉ có mất cái này này, mất cái phần sashi chắn ở đây thôi. Hai khe RAM này, CPU chúng ta đây. Ui giời, socket này các bạn này. Socket nhìn ở đây như kiểu bị lủng chân đấy các bạn ạ. Socket này nhìn như kiểu bị lủng chân đấy. Tuy nhiên thì mình nhìn kỹ thì có vẻ như là nó chỉ bị cong thôi các bạn ạ, bị cong chân thôi, chưa chưa lủng đâu. Còn đây là CPU của chúng ta. CPU này là gì đây? MTT. Không nhìn thấy gì luôn các bạn ạ. Con này là con Intel Core i5 2400S các bạn nhá. 2400S. Rồi. Con ui giời ơi, 2400S của chúng ta này các bạn lại ơi giời ơi, móp ý giời, móp cạnh rồi, móp cạnh rồi. Ui giời ơi, móp cạnh rồi. Khả năng cái móp cạnh này như kiểu là nó không phải nó bị rơi đâu mà nó kiểu nắp vào đây này. Đấy, xong các bạn nắp lệch này, nắp lệch lên. Xong rồi vẫn đậy cái này vào này. Nó đè xuống các bạn. Mình nhìn ở đây, các bạn nhìn đây các bạn cảm giác nó hơi cong cong một tí này. Đấy, hơi cong cong một tí. Đấy, này dễ đứt mạch lắm các bạn nhá. Tuy nhiên thì con này nếu mà là bình thường chạy ngon ấy, thì nó là con 4 nhân 4 luồng, một trong những con chip có thể nói là rất là đáng giá ở thời điểm hiện tại, bởi vì con này sẽ rất là bèo các bạn nhá, nó chỉ loanh quanh 150-200 thôi. Đấy, nhưng mà lại có 4 nhân 4 luồng, làm được rất là nhiều việc, cũng có rất là nhiều công nghệ tích hợp ở trong này. Cái thời điểm con này ra mắt các bạn nhé, so với những con chip hiện đại thì bây giờ con này nó lạc hậu rồi, nhưng mà cái thời điểm nó ra mắt cũng chứa đựng trong nó rất là nhiều công nghệ, và nó quan trọng nó có 4 nhân 4 luồng nữa, nên là nó xử lý được rất là nhiều thứ các bạn nhé. Tuy nhiên thì không biết là chúng ta hôm nay mua phải cụm sắt vụn hay là có cơ may nào khác hay không, thì chúng ta sẽ cùng thử xem sao các bạn nhé. 195k, tỷ lệ rất cao là ăn phải xác rồi, nhưng mà cứ thử các bạn nhé. Ok rồi đây các bạn nha, mình đã cắm cái combo của chúng ta ra đây này. Main chip RAM chúng ta ra đây này. Hy vọng là nó sẽ chạy được. Cái này thì mình không cắm xuất hình đâu. Chúng ta chỉ cần test lên bàn phím hay không là biết ngay. Chúng ta sẽ bật thử nha. Liệu có đóng được nguồn hay không ấy. 2 3. Úi đóng được nguồn này. Vẫn đóng được nguồn các bạn ạ. Mình tưởng là phải xịt luôn cơ, vẫn đóng được nguồn luôn. Nhưng mà chưa thấy gì các bạn nhá. Con CPU bị cong đít, cộng với main nó bị cong nhân socket ấy. Xem ra là không lên được là chuyện bình thường thôi các bạn ạ. Chủ yếu là mình test thử xem nó có chạy hay không, lát nữa mình sẽ gửi lại chân CPU cho nó xem sao các bạn nhé.
không lên rồi các bạn ạ. Ui, chip vẫn nóng ran các bạn nhá. Ấy à, thế thì từ từ ạ. Bây giờ mình sẽ thay cho nó thành ram, có thể thành ram này nghẹo. Bây giờ sẽ thay thành khác. Ok các bạn nhá, đã thay thành ram khác rồi. Chúng ta sẽ đóng lại nhá. 2 3. Vẫn chạy như vừa nãy thôi. Bị ram mà lên được thì ui giời ơi. Ô ngắt ngắt ngắt. Ngắt. Nóng quá ngắt các bạn ạ. Nóng quá ngắt thì khả năng là chạy được ấy các bạn ạ. Ok các bạn nhá. Vừa nãy nóng quá nó ngắt cả main ấy thì khả năng cao là nó vớ vẩn nó lại lên được thật. Bật thử nhá. 2 3. Đấy, chạy lại rồi. Bị giờ mới lại sáng bàn phím lên thì trời rồi. Ủa ngắt. Lại ngắt các bạn ạ. Ý à. Vẫn quay chứ. Ở lên. Ôi giời ơi. Đỉnh các bạn ạ. Ôi giời ơi. Thật không thể ngờ. Ôi giời. Quá là chất. Ý, ăn cam lóc được này. Ôi giời. Quá là ngon các bạn ạ. Ôi giời. Để cho chắc chắn là mình sẽ cắm cả màn hình vào đây. Ấy giời, đỉnh luôn các bạn ạ. Ui giời. Ok rồi đấy các bạn nhá, mình cắm con Vega mình vào này để xem nó xuất hình như nào các bạn nhá. Siêu đỉnh, thật không ngờ quá ngon, cứ tưởng là mua sắt vụn ai ngờ lên. Bật nhá. 2 3. Chạy rồi đấy các bạn, nó phải chạy ngắt như vừa nãy cơ. Nó mà chạy thẳng là không ăn thua. Ngắt rồi. Có hy vọng rồi các bạn ạ. Chạy lại chưa? Chạy lại rồi, có hy vọng rồi các bạn nhá. Lên được hình nó mới đỉnh nhá. Sáng mà phim sáng. Ui! Chết! Các bạn ạ, siêu chất. Ui giời ơi, tụt cả cái bela rồi. Coi lầm 2004F. Giời ơi! Quá là đỉnh. Đã có hình. Bây giờ để chắc ăn nhất thì mình sẽ cắm một cứng vào. Mình sẽ sờ chít tét Ben con CU này xem nó chạy được không các bạn nhé. Và nếu nó chạy được chúng ta sẽ test thử game xem sao. Các bạn chờ một tí nhá. Quá là đỉnh. Ok đấy các bạn nhá. Combo đồng nát của chúng ta cuối cùng thì cũng đã vào được win. Lên win con này các bạn nhá. Ấy giờ mình thật không ngờ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem cấu hình, sau đó thì mình sẽ test thử nhá các bạn nhá. Cấu hình của chúng ta là i5 này, 2400S là 4x4 luồng. Đấy. 4x4 luồng luôn. H61 Foxconn này. Ram này ram của mình không tính, tí mình sẽ thử lại thanh ram cũ của nó xem sao nhá. Graphic thì là con 730 của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần ben con CU này để xem là con CU này nó có lỗi không bạn nhá. Nó mà lỗi thì nó sẽ không chạy ben được. Đấy, chúng ta sẽ ben thử nhá. 2 3. Ui giời. Chạy căng chưa? Hoạt động 100% xung đang là 2,6G các bạn nhá. Ben bình thường luôn các bạn nhá. Ben bình thường luôn này là khả năng cao con CU này không hề lỗi gì nhá, vẫn có thể chạy được. Đấy, đã vào được win mà chạy được ben như này là khả năng cao con CU này sẽ không lỗi gì. Để chắc ăn nhất thì mình sẽ cắm một cứng mình vào test game thử các bạn nhé, các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn nhé, em nó đang đến với Battlefield 1. Trời ơi, quá là đẳng cấp các bạn ạ. Rồi ôi, mình cứ nghĩ là chúng ta đã mua được một gọi là bộ combo đồng nát. Không ngờ em nó vẫn chạy được các bạn ạ. CPU hoạt động 80%, 80 độ C. Không có keo kiếc thì là nó cũng hơi nóng, mà kệ nó, chẳng sao cả. Nó vẫn chạy ngon các bạn nhé. Đấy, giờ GPU thì ăn 100%. Hay GPU thì không liên quan đến combo. Chúng ta chỉ tiểu yếu là test cái CPU của chúng ta thôi. Cong vênh. Tần số két thì hơi bị cong cong một tí. CPU cong hẳn rồi. Mà nó vẫn chạy được. Quá là ngon các bạn ạ. Úi giời ơi. Chạy được game như này là con CPU ok này. Không bị làm sao này. Đấy, không lỗi lầm gì cả. Đấy. Quá là ngon luôn các bạn ạ. Thật không ngờ. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn đang sử dụng ra mình. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại phát nữa bằng cái thanh ram này. Nó mà lên nữa là cả một combo đầy đủ. Đấy, mình sẽ tặng lại luôn cho anh em. Đấy, tặng lại luôn cho anh em được chưa? Các bạn chờ một lát để mình cắm lại con này nhá. Ok rồi đây các bạn nhá, mình đã cắm lại thanh ram của cái combo này. Đấy, bây giờ chúng ta bật thử xem mà liệu nó có lên được không. Lên nữa thì được quá xịn luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ bật thử nhá. 2 3. Chạy rồi đấy các bạn ạ. Liệu có lên không?
Tên ui giời, siêu đỉnh. Như vậy là nguyên combo của chúng ta chạy một cách hoàn toàn bình thường. Ê, quá ok. Đấy, mình sẽ tặng lại luôn cho anh em. Và vẫn như mọi khi, anh em chỉ việc comment 3 số các bạn thích nhất vào dưới video clip này, và lại sổ số miền Bắc sau đây 3 ngày các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.